mỗi khi mà anh hát như vậy đó, ở Việt Nam anh có dùng cái tài năng anh mà đi cua gái không? Anh nghĩ rằng chắc anh không có khiếu đó đâu. Anh không có năng khiếu đó. Dạ, vậy thôi giữ giữ vậy đi. Tại có nhiều người họ hát không hay nhưng mà họ đi dùng tài năng như vậy. Nhưng mà anh hát rất hay, không cần đâu anh. Dạ. Mà em bảo đó, khi mà anh hát lên live show thì rất là nhiều người khán giả đã ủng hộ cho anh. Thì có những món quà nào mà anh nhớ hay không? Thì bây giờ anh vẫn còn giữ bên nhà anh không? Thật ra thì khán giả thương mình cũng gửi về thỉnh thoảng, cũng gửi về gấu rồi đại khái những cái món quà quần áo rồi vậy. Luôn hả? Sao biết size? Thì có cái cặp bự cái nhỏ luôn, có cái mình mặc vừa. Thì mình giữ đó mình làm kỷ niệm. Chứ nhiều khi họ đâu có, họ ướm mình vậy thôi. Rồi họ gửi cho mình nhưng mà mình giữ đó làm kỷ niệm thôi. Thấy thương quá. Đó là những cái kỷ niệm mà khán giả họ yêu mến mình. Rồi mình giữ đó. Rồi lâu lâu mình lấy ra mình coi. Họ viết vài dòng chữ đó nữa. Thì đó là một cái niềm mà gọi là hạnh phúc của những người nghệ sĩ. Mà anh có bao giờ mà dùng những món quà đó hay là nghĩ đến bài thơ nào hay là tặng lại cho, gửi lại cho họ, hay là làm một bài hát mà gửi lại cho những người mà khán giả mà yêu mến anh không? Anh chỉ có viết hai chữ thiệt to thôi. Cảm ơn. Anh viết liền cảm ơn. Chứ còn thật ra thì mình ca sĩ, chứ anh cũng chưa có cái lãng mạn để làm thơ. Tại cái người anh nó cứng ngắc. Mỗi người mỗi tài khác nhau. Nhưng mà chắc gì cái tánh rất là thẳng thắn, rất là, phải nói là mình nói tiếng Mỹ là down to earth, rất là khiêm tốn, nhưng mà làm những quý vị khán giả mà yêu mến hơn. Chứ những người mà giống ngọt miệng quá người ta cũng sợ nữa. Họ nói là khiêm tốn là gấp 4 lần tự cao. Bởi vậy anh không dám khiêm tốn đâu. Có gì anh nói đó. Anh có gì anh khoe đó hết. Thì giờ chắc quý vị nhà cũng muốn nghe thêm những cái câu chuyện trong thời gian mà anh đã lặn lộn làm ca sĩ rồi làm cái live show, những cái khó khăn đó anh có thể gửi đến cho quý vị khán giả những cái hay là bực mí, những cái câu chuyện mà không bao giờ mà dám nói trai, mà chỉ có trên góc khuất này mà anh dám kể cho quý vị khán giả hay không? Có. Nếu mà cái chuyện mà từ trẻ tới giờ thì mình kể nhiều lắm là cái cuộc sống ngoài đời. Nhưng khi anh thi vào trường điện ảnh á, thì anh có một cái người bạn cũng đẹp trai lắm, rủ vào trong trường đó thi. Anh nói trời ơi tôi đâu có biết gì đâu mà thi, thiệt là mình không biết. Rồi nó nói thì bạn cũng biết hát biết đàn đâu, thôi thì đi xuống thi đi. Thì mình, anh cũng nộp hồ sơ vô cái trường đó. Lúc mà anh vô thì giám khảo nói anh đọc một bài thơ, anh cũng đọc. Anh đọc bài thơ lên thì giám khảo chê anh. Nói em đọc mà tiếng Bắc ra Bắc, Nam không ra Nam, mà Trung cũng ra Trung nữa, nó giống dân tộc vậy đó. Trời ơi, vậy em biết làm cái gì nữa? Biết hát biết đàn. Đâu em hát đánh đàn thử. Anh lại hát bài mà Hoa Sứ Nhà Nàng á. Em biết bài đó không? Hát luôn đi. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên dàn hoa sứ danh vườn, nhìn sang trộm nhớ hương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Đã đại khái vậy ha. Trời, giám khảo nói trời ơi em hát sến quá. Ban giám khảo á, em hát sến quá. Vậy mình chắc rớt chắc rồi. Với chỗ em còn có cái năng khiếu gì của em không? Ôi sợ sợ nhá, em biết đánh võ. Đâu đánh thử bài võ coi. Thì anh đánh bài Mê Tâm La Hán Quyền. Thì đánh vừa đọc thoại vừa đánh Đồng Tước Song Phi Mãnh Công Độc Chưởng, Thôi Sơn Khắc Thủ, Phương Giật Hoành Phong Giao Long Khắc Quyền, Bàng Long Cước Thôi Sơn Bát Hạc, Thôi Sơn Tả Chi, Song Chỉ Tu Châu. Mình vừa đọc vừa hát. Trời ơi, ngồi thì họ vỗ tay, mà khán giả cho anh vô luôn. Cho anh đậu luôn cái vòng sơ tuyển. Quá hay quá vậy. Nhưng mà cái này thi là thi tài năng hay là thi gì anh? Thi coi như là thi vô cái trường cao đẳng điện ảnh á. Thi nghệ chính quá. Vậy đó hả? Mà gần cả ngàn người thí sinh đi thi á. Em cứ nghĩ là rất là đông người thi. Mà mình may mắn mình lại vô cái vòng sơ tuyển là còn có 100. 100 bắt đầu tiếp tục thi gần một tuần là họ bắt viết văn rồi phân tích phim. Nhưng mà cái hệ năng khiếu là hệ số 2 là gọi là khó nhất. Thì anh cũng cái nghiệp võ mà số thi đậu anh ơi. Cái duyên phận, cái duyên số nó đưa đến mà mình không nghĩ. Giống như người bạn anh là cái người mà muốn đi thi, thì nhưng mà có đậu. Rồi, họ cũng thi 3 lần nữa cũng rớt. Cái số đó là cái số trời. Rồi khi mà anh vào thi lại diễn một cái tiểu phẩm, mình vượt qua cái phần viết văn. Tại mình cũng viết văn được. Rồi phân tích phim cũng viết được. Nhưng cái phần năng khiếu thì anh diễn không có đạt.
tôi gì, mình là một võ sĩ đi thi đấu về, mình đánh trúng cái người mà đang vui, dạ, thì lại người yêu của mình vào nói anh đánh cái người đó là anh trai của em. Vậy đó hả? Thì cái tiểu phẩm. Ờ, dạ. Rồi mình diễn, anh diễn cái phần mà buồn lại không có ra. Dạ. Đang vui vậy chuyển sang buồn thì diễn nó không, rồi nó ngố quá. Hồi trước mình mới mà. Dạ. Cho nên khán giả không được, không chịu. Nhưng mà vớt cho anh bằng cách nói rằng bây giờ em đi đánh võ đài về, em được huy chương vàng. Bây giờ em đói quá, em lấy cái huy chương vàng em bán đi. Em bán đi. Thì anh cũng diễn, anh nói anh nhìn moi túi ra không có tiền, rồi nhìn đôi giày mình bán cũng chẳng được bao nhiêu, mà không biết cái gì bán hết. Nó cầm cái đồng vàng mà cứ muốn bán, nhưng nghĩ rằng thôi dù đói đến chết cũng không thể bán nó. Wow. Bởi cái danh dự của mình. Yeah. Rồi từ đó khán giả mấy ông vỗ tay và cho anh vô thẳng trong trường luôn. Đó là một cái kỷ niệm. Yeah. Ừ. Mà mình không suy nghĩ, mình nghĩ tại sao mình phải bán cái danh dự mình đi. Đúng. Phải không? Yeah. Cho nên là anh nói với tất cả, anh nói to lên là dù đói đến chết thì cũng không bán cái này đi, không bán cái huy chương vàng này đi. Là những cái câu mà từ trong lòng ra đó. Thì anh và đã được nhận vào trong trường đại học hệ chính quy. Đó là những cái kỷ niệm. Thấy nó dễ dàng với anh hơn nha. Phải không? Có nhiều người phải thi mấy lần mà không vô. Có nhiều người vô rồi nhưng mà lại không có vô vòng cuối. Đối với anh thì là rất khó. Dạ. Anh nghĩ rằng thi họ một cái lớp họ chỉ lấy 20 người thôi. Bao nhiêu người thi? Cũng 900 mấy đó. 900 mấy mà 20 người đó. Cái lớp cao đẳng thì cái khóa của anh là lấy 20 người. Dạ. Cho nên 20 người đó đều tài năng cả. Yeah. Không nói cho mình. Mấy cái người đó trong lớp anh á. Nhưng mà sau anh này đã vô được là cũng phải có tài chứ. Sau này những cái người bạn của anh á toàn là nổi tiếng. Yeah. Đóng phim đóng đồ là có. Yeah. Là có tên tuổi không à. Thì anh nghỉ ngang mà. Cho nên đó là vấn đề mà ca hát. Yeah. Rồi một thời gian anh cũng không có đủ sống. Bởi vì anh học không à. Gia đình anh nghèo, không có tiền để mà nuôi anh ăn học. Anh cũng đi ra những cái tháng hè anh cũng ra phụ cho cái bà bán cơm. Dạ. Cho công an bên đó nó rượt á là mình phải vác cái dù mình chạy. Đó. Dạ. Là bà chỉ giao cho cái nhiệm vụ đó thôi, là giờ trưa bọn anh trở về giờ nghỉ trưa đó thì ra đó thì bà sẽ cho một dĩa cơm. Dạ. Là bà giao cho thằng này là bưng ghế, còn này bưng bàn, còn anh cháu to khỏe nhất thì cháu bưng cái dù. Dạ. Cái dù nó nặng lắm, nghĩa là sập xuống công an tới rượt lại bà bán ngoài đường đó. Là anh nhớ hoài. Dạ. Là tụi anh mà nghe đằng kia la công an á, là anh chỉ có sập cái dù xuống anh khiêng chạy vô cái hẻm. Dạ. Còn mấy cái đứa bạn của anh cũng học cùng lớp này cùng trường đó thì nó bưng mấy cái nhẹ nhẹ bàn ghế rồi đó chạy. Trời. Cũng kỷ niệm lắm, rất là nhiều kỷ niệm. Dạ. Trong cái thời khó khăn của mình. Mà bây giờ anh được bên này đây, xong rồi được cũng được hát rồi được live show rất là hay anh. Những cái khó khăn đó rồi anh cũng nghĩ. Anh không có tham gia và tiếp tục học nữa bởi vì mình không còn kinh tế, không còn tiền nữa. Cho nên anh chuyển sang làm công việc khác để lấy cái việc đó mà nuôi cho cái việc ca hát. Nhưng rồi anh cũng bỏ luôn cái nghề hát. Ổn vậy đó hả? Anh bỏ một thời gian lâu lắm. Yeah. Hầu như anh không hát luôn. Yeah. Anh nghĩ, ồ tại sao mình cứ hát mấy cái nhạc buồn, rồi chắc có thể là cái nỗi buồn nó có vương vấn mình hoài. Là mình buồn theo. Cho nên anh ít hát. Anh ít hát lại những cái bài hát một quãng một thời gian. Mình không hát thì nó sẽ mai một. Cho đến ngày anh đặt chân tới Mỹ. Rồi cái duyên trung tâm AISA lại mời vào thử giọng. Rồi họ lại nhận mình. Rồi mình lại đi vào con đường hát tiếp. Rồi bây giờ mới tiếp tục làm cái live show này. Cái nghiệp anh ơi, không có bỏ được. Vì khi mình muốn bỏ nhưng mà nó theo mình. Thì giống như là cái đam mê của mình nó vẫn còn đâu đó. Cho nên cái lửa nó vẫn còn cháy hết á. Thì bỏ cách mấy bây giờ thì cho anh bỏ bây giờ, 10 năm sau anh cũng vẫn còn cái lưu luyến đó. Thì đó họ nói mới, nghiệp này không là gì khi mà lòng tao muốn bỏ. Còn nghiệp này là tất cả khi lòng ta đam mê, ta làm thôi. Đúng. Nhưng mà bây giờ nếu mà có một người nào hay là những em bé, không phải em bé mà phải là những em mà của thế kỷ sau này muốn làm ca sĩ, hay là những người cỡ tuổi như Chelsea 30 trở lên, giống như là muốn nào nhưng mà hồi xưa tới giờ không có cơ hội đó, thì anh có cái lời khuyến khích nào mà gửi lên cho những phải nói là cỡ tuổi nào cũng được để mà muốn làm người ca sĩ? Anh thấy là đi con đường này nên đúng không? Hay là cái nghiệp? Anh nghĩ là cái nghiệp. Yeah. Anh không dám khuyên cho tất cả ai cũng phải đi theo con đường ca hát này. Mà anh nghĩ rằng trước khi mình có theo con đường này thì mình có chút ít năng khiếu. Chút ít năng khiếu và có chất giọng. Nếu mà có thêm cái ngoại hình thì càng tốt. Phải không? Rồi mình có học hành đàng hoàng.
Mà nếu có, các bạn có đam mê á, nhưng mà còn vấn đề mà may mắn còn tùy thuộc vào số phận của mỗi ca sĩ nữa. Nhiều người hát rất hay, rất bài bản, rất đẹp, nhưng lại tổ nghiệp chưa cho cái số để mà vươn lên thành một ngôi sao để nhiều người biết đến. Phải không? Theo anh thì vậy. Anh nghĩ cái nghiệp này cũng có tổ nghiệp nữa. Anh thì không mong tổ nghiệp cho mình phải nổi tiếng này nọ, nhưng tổ nghiệp thì chỉ cho anh có sức khỏe, hát tốt và phục vụ, làm việc suôn sẻ để phục vụ cho quý khán thính giả.